Giới thiệu với các bạn một cái bộ động cơ 60V 3000W điều khiển 3000. Cái này các bạn có thể về chế làm vào nhiều việc khác. Đây là cái trục rời có răng này. Đấy, các bạn có thể làm chạy thuyền công suất lớn. Đây động cơ rất là to nhá. Đấy, 3000W, 60V 3000W. Đây là mua khách mua hàng thì bên em đều đấu lối sẵn này. Dây rất là to nhé, dây to như cái ngón tay luôn này, rất là khỏe. Thì cái này mình test thì mình tháo cái trục này ra, mình kéo ga chứ, để cái trục mình kéo ga là nó văng. Đây, cắm đi, cắm điện đi. Rút điện. Những cái dòng này thì thường thường tốc độ tiêu chuẩn của nó sẽ là 3.500 vòng trên phút, và giải điện áp tiêu chuẩn của nó là 60. Đấy, điều tốc là 3.000W luôn. Đây, điều khiển thì thường thường nó sẽ những cái dòng công suất cao điều khiển thường nó sẽ to hơn cả động cơ. Đấy, thì các bạn lưu ý thì những cái điều khiển thì bao giờ cái dây của nó phải tương xứng. Ví dụ những cái dây điều khiển này, cái dây mà cấp điện và động cơ nó phải to. Những cái dòng điều khiển 3000 trên thị trường mà nó dành cho xe đạp điện hoặc là xe máy điện ấy, thì nó rất là nhỏ, bởi vì là nó là 3000 nhưng dòng nó nhỏ cho nên cái dây điện nó cũng nhỏ. Đấy, dòng cấp cũng nhỏ thì con này nó dây to vì động cơ nó to nên dây nó to này. Dòng lớn này, motor nó rất là khỏe. Đây là dây đôi này, dây này là dây 4 ly đi đôi này. Bên này cũng là dây 4 ly đi đôi. Một bộ sẽ bao gồm trục này, động cơ này, điều khiển này và tay ga.